Thúy Hằng, Thúy Vi. Trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình thuyhangshop.com. Và kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị có thể ghi xuống để chuẩn bị để order những mặt hàng mà Thúy Vi và Thúy Hằng giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay, đó là 7143314703. Chào Thúy Vi, ngày hôm nay Thúy Vi rất là rực rỡ và với một màu tím rất là đẹp với những viên ngọc rất lấp lánh để chuẩn bị cho một mùa xuân sắp tới đó kính thưa quý vị. Vâng, cảm ơn chị Thúy Hằng, và chị Thúy Hằng cũng không thua kém gì với một chiếc áo hồng như một nàng xuân đang đến rất là đẹp đó thưa quý vị. Nhìn Thúy Vi và Thúy Hằng, quý vị biết ngay là chúng tôi đang chào đón mùa xuân. Và kính thưa quý vị, mùa xuân thì chắc chắn là chúng ta sẽ dạo phố, chúng ta sẽ đi chơi. Chắc chắn là khi mà đi chơi thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta chỉnh chu về quần áo thì chắc chắn chúng ta còn phải chú ý tới tất cả những cái nữ trang giúp cho chúng ta tô đẹp, điểm cho chúng ta được đẹp hơn. Vậy mà ngày hôm nay chắc chắn là chị Thúy Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị những sản phẩm, những cái bộ trang sức đẹp nhất và tất cả những cái sản phẩm mà tốt nhất mà năm 2014 là top sell, phải không chị Thúy Hằng? Đúng thì rồi. Đầu tiên nói về trang sức trước đi. Vâng. Tức là trang sức thì chị Thúy Hằng giới thiệu bộ trang sức nào? Có nghĩa là Thúy Vi đang rất là ham lam để mà vào ngay trọng tâm để mà coi là mình làm đẹp như thế nào để chuẩn bị cho những chiếc áo dài. Quý vị có thể ra đường, quý vị có thể đi nhà thờ, quý vị đi chùa hoặc là dự tiệc như thế nào. Nhưng mà một trong những có thể nói là người bạn thân của một số các bác, các cô, các dì đã gọi vào trong công ty High Limit vừa qua đó Thủy Vi, đó là những cái loại mà những cái bộ gọi là cẩm thạch mà các cô các chú rất là thích, để mà chú cũng order cho các cô nhiều lắm Thủy Vi. Thành ra đó là lý do tại sao ngày hôm nay công ty High Limit có một cái bộ mới mà Thủy Hằng tin chắc rằng với những cái sự ủng hộ quý vị vừa qua thì quý vị đã order rất nhiều cái bộ cẩm thạch, gọi là một cái dây chuyền, một cái bông tay và giống một cái nhẫn. Thì bây giờ ngày hôm nay với một cái bộ này như thế này thưa quý vị, nó có nhiều hạt nhỏ cộng bên cạnh bên với lại cupid zirconia, thì quý vị thấy là một bộ rất là tuyệt vời của cẩm thạch thật thưa quý vị, và một cái loại đá quý là cupid zirconia. Một bộ trọn của nó, chúng ta có một cái dây đeo cổ toàn là hạt của cẩm thạch, rất nhiều cái nhỏ mà Thủy Vi thấy cái nước nó rất là trong, phải không Thủy Vi? Đúng, và rất là đồng thời đẹp. Cái lắc này thưa quý vị cũng thấy là nó có một cái sợi dây giống như cái lắc của Việt Nam của chúng ta, nó có một cái sợi dây ở phía như thế này mà Thúy Hằng lúc nào từ hồi nhỏ cho tới lớn vẫn là rất là thích. Nó mang lại một cái gì đó rất là nữ tính cho người mà mang. Quý vị thấy nguyên bộ như vậy và có thêm một đôi bông tai nữa, có nghĩa là chúng ta có một cái lắc, một cái dây chuyền và một đôi bông tay. Nguyên một set như vậy. Nguyên một set như thế này mà chúng ta đã có nhiều cẩm thạch hơn cái bộ kỳ rồi thưa quý vị. Và cái bộ này là 349 đồng. Rất là một cái món quà quý vị có thể mang về khi mà chúng ta đến để mà chúc Tết cho cha cho mẹ, thì nhất định các cụ các bác sẽ rất là thích, vì người ta nói rằng ngọc giống như là một cái người bạn rất là thân thiết, một cái gì đó gần gũi với những người phụ nữ thời xưa. Các bác các cô rất là thịnh, vì nó mang lại một cái sự thịnh vượng cho cái người mang của nó, người chủ nhân của nó. Và chính vì vậy mà Thùy Vi có nghe câu nói là quế ngọc hiền nhân. Đúng rồi. Đúng không chị? Đúng, chị đang nói đến là quế ngọc hiền nhân. Có nghĩa là ý Thùy Vi muốn nói đó là khi mà người mang, thường chúng ta thấy những người mang ngọc ấy, kính thưa quý vị, có người thì nó lên nước mà có người thì nó không lên nước. Vì ta nói là như ý bảo ngọc. Đúng rồi. Nó phải có cái duyên. Đó là như ý, có nghĩa là phải có duyên, cái người đó phải có duyên với cái ngọc đó thì nó lên. Nhưng mà đặc biệt trong đây khi mà người ta sử dụng, người ta thấy rằng nó chuyển đổi theo cái mồ hôi của mình, có người thì lên, có người không lên. Nhưng mà đặc biệt lúc nào nó cũng mang lại cái sự may mắn, bảo vệ cho cái người sử dụng. Và cũng theo những cái lưu truyền ngàn xưa đó thì nó mang lại cái sức khỏe, thịnh vượng, hưng thịnh, tài lộc cho tất cả mọi người khi chúng ta sử dụng rất nó. Là thích, chắc chắn là ngày hôm nay các bác cao niên chắc chắn là rất thích được diện với một cái bộ cẩm thạch từ công ty High Limit. Các bác có thể vào tìm hiểu thêm với là trang nhà là thuyhangshop.com. Và chị Thúy Hằng ơi, nhắc tới ngọc thì tôi còn có nghe là thường nghe nói rằng là quế ngọc tầm nhân, tức là ngọc quý thì thường tìm những người có cái duyên với nó, phải đúng không rồi. Chị phải có cái duyên là giống hồi nãy Thúy Hằng nói là khi mà mình mang vào mà giống mình hợp với lại cái ngọc đó thì tự nhiên nó sẽ lên nước và cái mồ hôi của mình nó làm cho mình sức khỏe được. Đúng rồi, thì nó mà không phải ai muốn cũng được hết Thủy Vi, có người nó lên mà có người nó không lên, nhưng mà hầu như là cái ngọc là luôn luôn mang lại một cái sự may mắn cho người nào mà Và cái điều quan trọng mà Thủy Vi có nghe
bà của TV nói rằng là khi mà chúng ta đeo ngọc, đeo cẩm thạch nó có cái điều rất là hay, bởi vì các vị con niên sẽ nhận biết ra được cái sức khỏe của mình. Đúng là nếu như mà ngọc mà càng lên nước chứng tỏ là sức khỏe của mình rất là khỏe mạnh, cuộc sống được thịnh vượng. Nhưng mà khi mà cái ngọc nó bắt đầu nó yếu nước hơn thì nó xỉn màu đi một chút, tức là báo hiệu cho cơ thể chúng ta đang yếu dần, và hoặc là chúng ta đang có cái điều lo lắng, hoặc là có báo trước chúng ta có cái điểm gì đó. Cho nên chúng ta có thể mà phòng ngừa cũng như là chúng ta xem lại cái sức khỏe chúng ta. Vì vậy một lần nữa quý vị hãy order ngay cái bộ ngọc cẩm thạch rất là đặc biệt từ thuyhangshop.com. Và chị Thúy Hằng ơi, thì Vi thấy rằng là nếu như mà chúng ta có cái bộ cẩm thạch đẹp như vậy nhưng mà chúng ta thiếu đi một cái làn da sáng trắng hồng mịn màng đẹp cách tự nhiên thì cũng là một cái thiếu sót, một cái gì thiếu khiếm khuyết, phải không chị? Đúng mà rồi. Chính vì vậy mà quý vị cần phải tô điểm cho mình đẹp hơn với cái làn da, để chăm sóc da được đẹp hơn. Thì Thúy Vi mời chị Thúy Hằng với cái sản phẩm top sale về skin care của thuyhangshop.com. Cảm ơn Thúy Vi rất là nhiều. Trở ngược lại một chút xíu mà Thúy Hằng muốn nói đến cái bộ cẩm thạch kỳ rồi mà quý vị đã ủng hộ vào. Đó là lý do tại sao mà Thúy Hằng đã có thêm một cái bộ này mà chắc chắn quý vị sẽ thích. Nếu quý vị đã có cái bộ của 2014, cái cẩm thạch mà quý vị order, thì chắc chắn quý vị sẽ rất là thích cái bộ này thưa quý vị, vì cái làn nước ngọc của nó rất là đẹp. Cảm ơn Thúy Vi rất là nhiều. Khi mà chúng ta nói, khi chúng ta mang trên người một cái dây chuyền, chúng ta mang lên người một cái đôi bông tai, nhưng mà nếu mà cái làn da chúng ta nó không có được thẳng, làn da của chúng ta nó bị tối sậm màu hay là nó nhăn nheo thì nó cũng không có làm cho mình thấy vui trong lòng chút xíu nào hết. Thiếu một tí gì đó tự tin. Đúng rồi. Và giống như Thủy Vi nói, đây là một cái loại hot sale của 2014, đó là một cái loại mỹ phẩm vàng 24, trong đó có tinh chất của ngọc trai làm cho chúng ta sức lên. Thì một thời gian trong vòng 1 cho tới 2 tuần thôi, nó làm cho làn da chúng ta trắng mà trắng đều đó Thủy Vi. Thúy Hằng đã có sử dụng và cái lúc đầu thì mình cũng hơi thấy không biết nó có work hay không, nhưng mà khoảng chừng 2 tuần sau thì rõ ràng nó đã mang lại cái màu da nó sáng và nó sáng đều, nó sáng dần dần sáng, dần dần lên nó sáng cách tự nhiên rất là tự nhiên. Dạ, đúng vâng. Rồi nhưng mà cái đặc điểm của cái bộ kem này thưa quý vị, đó là nó làm cho làn da chúng ta, nhất là quý vị nào có những làn da mà bị nhăn bị chảy xệ, nó săn chắc một cách rất là tuyệt vời, vì đã được kiểm chứng bởi FDA và đồng thời đã được khám phá và nghiên cứu với những cái bác sĩ về da liễu để mà giúp cho quý vị. Bây giờ chúng ta không cần phải sử dụng Botox, không cần phải sử dụng tới kim chích đau đớn nữa, nhưng mà chúng ta không có cần phải đi giải phẫu để chúng ta có được một làn da thẳng thớm. Thì quý vị càng sử dụng một cái bộ kem như thế này là 249 đồng, có 3 hũ như thế này. Và nếu 3 hũ đó, đặc biệt 2015 thì công ty đã có một cái món quà rất là đặc biệt mà chương trình kỳ rồi với cái giá là 179 cho 60 second lifting, trong vòng 60 giây chúng ta có một làn da thẳng. Thì bây giờ chúng tôi đã là một cái món quà để tặng đến quý vị đầu năm, mang lại cái niềm vui nhỏ nhỏ để quý vị có thật nhiều may mắn thịnh vượng trong một năm mới. Wow, thích thật cái thưa quý vị. Quý vị hãy order ngay nha quý vị, bởi vì cái số lượng quà cũng có giới hạn thôi, đúng phải rồi, không chị Thúy Hằng? Chúng rồi. Ta đừng có chậm chân một tí xíu mà chúng ta mất đi một món quà trị giá lên tới 179 Mỹ Kim. Chưa bao giờ có cái chương trình tặng quà mà hấp dẫn như vậy. Vì vậy mà Thùy Vi hy vọng là quý vị order ngay cái bộ chăm sóc da 60 phút thôi, quý vị sẽ có một cái làn da thẳng như ý. Và bộ order này có 249 mà được tặng 179. Yeah. Quá rẻ đi kính thưa quý vị, tiết kiệm rất là nhiều cho cái năm mới của chúng ta. Và bây giờ thì Thùy Vi hỏi chị Thúy Hằng chứ, bây giờ mình đã có một cái làn da đẹp rồi, thì ta nói là làn da thì mái tóc, đúng không chị? Thì nếu như muốn có một cái mái tóc đẹp như chị Thúy Hằng, bí quyết mà chị Thúy Hằng có một mái tóc vừa đen vừa dày và vừa bóng mượt và không bao giờ rụng tóc, thì phải dùng sản phẩm nào thưa chị? Đặc biệt là bây giờ khoe với quý vị là chưa có bạc. Cái điều mà Thúy Hằng cảm thấy là mọi người chúng ta lo lắng, thứ nhất là làn da bị nhăn, và thứ nhì nữa tóc chúng ta dần bạc đi và rụng đi, hói đầu đi. Nhưng mà theo cái thời gian thì cái đó là cái chuyện thường tình. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết bảo vệ cái mái tóc, Ngăn ngừa đi từ cái lúc hồi còn trẻ, thì chúng ta sẽ kéo dài được cái tuổi thanh xuân của mái tóc của chúng ta. Thúy Hằng được biết là Thúy Hằng thường hay gội cái loại gọi là xà bông, mà trong đây nó có chất nhân sâm và đồng thời nó có chất gừng, nó làm cho kích hoạt cái máu huyết dưới làn da đầu của chúng ta. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái này từ Nhật Bản thưa quý vị, với cái giá chỉ có 45 đồng mà thôi, sau khi quý vị sử dụng mỗi một lần mà chúng ta gội, quý vị sẽ thấy cái cọng tóc mình nó dày hơn. Thật ra Thủy Vi biết là tóc Thúy Hằng ít lắm không vậy?
Không, rất là mỏng. Bây giờ thấy rất là nhiều mà. Yeah, rất là mỏng. Vậy là bí quyết của chị là đây. Vâng, là khi mà Thúy Hằng sử dụng cái dầu xà bông này, cái cọng tóc nó dày ra, nó làm cho tóc chúng ta mượt hơn Thủy Vi, mà không cần tới conditioner nữa Thủy Vi biết và, không nhỉ? Vâng, yeah. Kính thưa quý vị, Thủy Vi có tìm hiểu thì Thủy Vi cũng được biết là trong cái sản phẩm shampoo mà chị Thúy Hằng vừa giới thiệu quý vị đó là ginger shampoo, tức là nó có gừng và nhân sâm. Mà nhân sâm thì quý vị biết là dưỡng tóc, thì chị Thúy Hằng đã trình bày cho quý vị rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến gừng thì quý vị biết rằng là gừng có cái công dụng một cái nữa rất là tốt cho nếu như quý vị nào đang có cái triệu chứng mà bị gầu. Mà chúng ta muốn trị gầu thì quý vị nên dùng cái sản phẩm này giúp cho quý vị trị được gầu mà giúp cho quý vị mọc tóc, chống rụng tóc và chống bạc nữa. Đúng cái rồi. Điều này rất là tuyệt vời. Coi như những cái sản phẩm nào tốt về tóc thì chúng vị thì nghĩ ngay sản phẩm của chị Thúy Hằng, Thúy Hằng shop.com giới thiệu đến quý vị để order ngay. Và đặc biệt sản phẩm từ Nhật Bản phải không chị? Đúng rồi, đây là đặc biệt là từ Nhật Bản thưa quý vị, và đặc biệt là một số quý vị càng lớn tuổi thì tóc càng rụng, mà đã sử dụng qua của công ty Highlimit, đó là một cái loại xà bông mà bằng gội đầu mà nhuộm tóc luôn. Cái đó đang được rất là nhiều quý vị khán giả rất là thích và yêu cầu. Đó là lý do tại sao mà chúng ta ngày hôm nay Thúy Hằng cũng có cái xà bông này để mà cho quý vị có thể vừa có thể gội đầu mà vừa có thể nhuộm tóc mà nó không có bị đen và đồng thời nó không có bị bạc mà giúp cho tóc chúng ta mọc ra. Với cái giá là 45 đồng, xin quý vị hãy gọi ngay qua số điện thoại là 714-331-4703. Và thưa quý vị, là sản phẩm vừa rồi đó là từ nhân sâm và gừng. Và khi chúng ta nói đến gừng, quý vị biết không, thì Thủy Vi cũng nhân cơ hội này xin giới thiệu đến quý vị đó là thuốc nghệ Kengen Ukon. Vì cái từ cũng từ Nhật Bản, từ vùng đảo Okinawa. Và quý vị biết không là nghệ có nguồn gốc từ gừng đó chị. Đúng rồi, yeah. Đúng rồi. Và nghệ thì trong đó quý vị nào cũng luôn biết rằng là trong dân gian đã nói là nghệ trị bá bệnh. Mà chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh phải không? Đúng chị rồi. Thì thuốc nghệ ngày hôm nay mà Thủy Vi cùng với Thúy Hằng trân trọng hãnh diện giới thiệu đến quý vị, thuốc nghệ Kengen Ukon đến từ nghe thấy rất là vui vâng. Đến từ Okinawa, Nhật Bản, 100% organic từ tinh dầu nghệ vàng nguyên chất đến từ quý vị. Và theo các bác sĩ cũng như các nhà khoa học nghiên cứu trên thế giới đã công nhận rằng thuốc nghệ Kengen Ukon là thuốc nghệ đầu tiên trên thế giới và tốt nhất, bởi vì nó có cái hàm lượng curcumin nhiều nhất và mạnh nhất, có cái tác dụng là phòng chống bệnh tật và trị được bá bệnh cũng như là ngừa bệnh ung thư rất là tốt. Kính thưa quý vị, ngoài ra nói về vấn đề làm đẹp thì luôn làm cho chúng ta đẹp, trị mụn, làm cho trị nám, sáng da, rất nhiều công dụng. Và quý vị vừa uống mà quý vị cũng có thể dùng để làm facial, làm mặt, để cho chúng ta có một cái làn da đẹp hơn rất là nhiều. Vì vậy mà mọi muốn được đẹp, muốn được khỏe, chứ quý vị phải gọi ngay thuyhangshop.com để order bằng được sản phẩm top sale của công ty Highlimit, đó là thuốc nghệ Kengen Ukon. Chị Thúy Hằng ơi, Thủy Vi nghĩ rằng là trước khi mà chia tay với quý vị khán giả thì Thủy Vi mong rằng chị Thúy Hằng có thể là collection lại và gửi đến quý vị khán giả là coi như những cái sản phẩm top seller của công ty Highlimit và thuyhangshop.com. Kính thưa quý vị, cảm ơn Thủy Vi rất là nhiều. Cái điều đó mà Thúy Hằng cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị, vì có thể nói là trong suốt thời gian qua cũng hơn 6 tháng thì quý vị đã ủng hộ rất là nhiều sản phẩm, giới thiệu nhiều sản phẩm khác nhau. Nhưng mà để nói là best seller, Thủy Vi biết không? Đây là loại best seller nhất của công ty mà quý vị đã rất là thích và đã reorder, đã giới thiệu bạn bè rất là nhiều. Nó giúp cho chúng ta có được một, nó tiêu mỡ ngay cái vùng bụng của chúng ta. Nhưng mà để nói gọi là best, được khen gọi là được khen, lời khen nhiều nhất của sản phẩm 2014 the best feedback, feedback phải nói là cái loại gel, loại kem tan mỡ đó Thủy Vi. Rất nhiều quý vị khán giả đã gọi vào, lẫn đàn ông lẫn đàn bà đã gọi vào và đã nói chia sẻ, nói là cảm ơn cho cái người nào mà đã bào chế ra cái loại kem này và cảm ơn công ty Highlimit đã gửi đến cho quý vị khán giả để mà sử dụng. Vì một số khán giả nói rằng á, cái chai, cái gọi là feedback chung chung để chia sẻ cho quý vị, đó là cái chai đầu tiên có thể là mình chưa có thấy nhiều, mình thấy được cái sự nhỏ có, nó giống như Thủy Vi nói, nhưng mà nó hơi như nhiều. Nhưng nếu bắt qua tháng thứ 2 và tháng thứ 3, tức là cái trip thứ 2 là rõ rệt luôn, kính thưa quý vị. Mà làn da nó săn chắc, mà nó rất là tuyệt vời, giúp cho quý vị cảm thấy là nó bằng phẳng luôn cái bụng. Mà Thủy Vi rất là tự tin và hãnh diện trân trọng giới thiệu đến quý vị cái sản phẩm tuyệt vời này. Nếu như mà hỏi Thủy Vi mê nhất là sản phẩm này, kế đến là Thủy Vi rất mê thuốc nghệ Kengen Ukon. Nhưng mà Thúy Hằng thì lại thích cái bột trái cây, thưa quý vị, cái bột trái cây. Và đồng thời ngay bây giờ
giờ thì chúng tôi cũng đã có cái bột trái cây nhưng mà lại nó có hột é bên trong để chúng ta no dai hơn mà lại có nhiều cái dinh dưỡng trong cái cơ thể chúng ta. Còn nói về skin care, top seller skin care của công ty là gì? Đó là sản phẩm mà từ vàng 24K, kính thưa quý vị. Đúng rồi, thành ra mong rằng quý vị sẽ gọi vào nếu quý vị có những thắc mắc, những chi tiết nào, xin liên lạc qua số điện thoại là 714-331-4703.